Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện Thạch Thành tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thạch Thành xây dựng mô hình sinh kế tạo việc làm cho người dân. Công an huyện Thạch Thành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 8, tại xã Ngọc Trạo, Ban chỉ đạo 138 huyện Thạch Thành tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là xã được chọn làm điểm để tổ chức Ngày hội trên địa bàn huyện. Dự Ngày hội có Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa. Về phía lãnh đạo huyện Thạch Thành, Tham dự có đồng chí Vũ Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy. Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Thạch Thành. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành viên ban chỉ đạo 138 huyện trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng đông đảo cán bộ nhân dân xã Ngọc Trạo. Tại ngày hội, lãnh đạo xã Ngọc Trạo đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mục đích ý nghĩa của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy chính quyền xã Ngọc Trạo chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, xã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự có hiệu quả, được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực như mô hình camera với an ninh trật tự, mô hình tiếng kẻng bình yên barrier phòng chống tội phạm, mô hình ánh sáng an ninh, mô hình khu vực giáp danh về an ninh trật tự. Các mô hình cung cấp cho lực lượng công an xã hàng trăm tin có giá trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp biểu dương khen thường. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và đồng chí Vũ Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, biểu dương kết quả cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Ngầu Trạo đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua ngày hội điểm, các đồng chí đề nghị lực lượng công an cần làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy chính quyền để có chỉ đạo kịp thời, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ở địa phương. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực, đồng thời động viên khích lệ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xây dựng và phát triển kinh tế. Thông qua ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hôm nay, hy vọng rằng đó thực sự là ngày hội để kết nối rộng rãi các dân tộc, nhân dân trong xã để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là hạt nhân cùng với các cấp, các ngành giữ vững an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho chính quyền và nhân dân xã Ngọc Trạo. Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành tặng giấy khen cho hai cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Trào tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng 20 phần quà cho 20 gia đình trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, huyện Thạch Thành đã triển khai nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, một số mô hình đã và đang được nhân ra diện rộng, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân. Bà Nguyễn Thị Dung, bí thư tri bộ khu phố 1 thị trấn Vân Du, là người luôn chăn trở tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đó cũng chính là cách để nêu gương cho bà con học tập và noi theo. Ngay từ khi có chủ trương giao khoán đất rừng và đất sản xuất bà Dung đã mạnh dạn xin nhận 30 hecta, trong đó có 9 hecta núi đá rừng suy thoái, 21 hecta đất hoang hóa chủ yếu là thực bì, dây leo bụi rậm, lau lách cỏ tranh. Bằng ý chí quyết tâm từng bước cải tạo đất chuyển đổi cây trồng vật nuôi, hướng tới xây dựng trang trại tổng hợp chăn nuôi và trồng trọt. Đến nay, trên mảnh đất hoang hóa ấy đã cho quả ngọt với nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như thanh long, bơ, cam, bưởi da xanh, ổi, nhãn trên diện tích 7 hecta, 10 hecta cây mắc ca, 2 hecta mía nguyên liệu, 2 hecta cỏ voi và cỏ Angola. Trong chăn nuôi, mỗi năm xuất bán 20 con bò giống sinh sản, từ 70 đến 100 con lợn thịt, doanh thu hàng năm trên 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1,5 tỷ đồng. Từ mô hình trang trại, bà Dung đã tạo được làm cho 15 lao động thường xuyên, với mức thu nhập ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng, tạo việc làm thời vụ cho 50 lao động với mức lương từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng trên người trên ngày. Để xây dựng mô hình sinh kế, tạo việc làm cho người dân địa phương, huyện Thạch Thành tiến hành giả soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, diện tích đất chưa sử dụng để quy hoạch trồng rừng tập trung đồng thời giao đất cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực trồng rừng theo hướng ổn định lâu dài cùng với phát triển kinh tế lâm nghiệp huyện thạch thành cũng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đó huyện đã đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất chuyển dần diện tích đất trồng lúa mía năng suất hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn thực hiện tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Nhiều mô hình nông nghiệp liên kết theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình liên kết trồng bí xanh, ớt, dưa chuột, xuất khẩu, mô hình trồng cây ăn quả có múi ở thị trấn Vân Du, mô hình sản xuất tiêu thụ mật ong, mô hình trồng cam bưởi, ứng dụng hệ thống tưới và thâm canh, quy mô hơn 20 hecta trên một mô hình, tại xã Thành Công và thị trấn Vân Du. Mô hình trồng thanh long quy mô 5 hecta trên mô hình, tại các xã Thành Tiến, Thành Tâm. Mô hình trồng mít thái, ổi lê Đài Loan tại xã Thành Tâm, quy mô 5 hecta. Mô hình trồng cây mắc ca tại thị trấn Vân Du, quy mô 20 hectare cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ cho năng suất đạt bình quân 80 tấn trên 1 hecta, có nơi đạt từ 100 đến 120 tấn trên 1 hecta như các xã Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Cầm. Ngoài ra, huyện Thạch Thành cũng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được triển khai đồng bộ đến các xã thị trấn, chỉ đào xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nhóm hộ gia đình. Nâng cấp tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tham gia ô cốp bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh. Năm 2021, huyện đã tổ chức đánh giá phân hạng và trình hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng cho 6 sản phẩm ô cốp gồm sản phẩm xịt phòng tin dầu xả chanh, xịt rửa tay khô kháng khuẩn tinh dầu Nguyên Hồng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tinh dầu Minh Hồng, sản phẩm miến rong thành minh của hợp tác xã Miến Rong Thành Minh, sản phẩm cam sạch Vân Du Hùng Hải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Hải Thạch Thành thị trấn Vân Du, sản phẩm ổi Lê Thành Tâm của hợp tác xã ổi xã Thành Tâm. Bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, các mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện đã mang lại hướng đi mới cho bà con nông dân. Ngoài phát huy hiệu quả kinh tế thì việc thay đổi tư duy tập quán trong sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực mà điểm nổi bật là đã thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi theo hướng tập trung hàng hóa, biết trồng sen canh, đa canh để cải tạo đất, phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Các mô hình đã mở ra sinh kế bền vững cho bà con các địa phương, nhất là giúp cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo học tập những kinh nghiệm quý để phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo. Theo báo cáo của huyện, nếu như năm 2020, Toàn huyện có 1.881 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,13%, có 2.400 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,54%. Thì đến năm 2021, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, toàn huyện chỉ còn 1.004 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,7%, 2.396 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,45%. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm bình quân 2,3% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 2,5% trên năm trở lên, tỷ lệ hộ cần nghèo giảm bình quân 1,65% trên năm trở lên. Đến năm 2025, giảm 50% các thôn đặc biệt khó khăn và 50% xã khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thạch Thành có hơn 500 phương tiện xe ô tô tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tình trạng xe có tải trọng lớn chở đất đá tăng đột biến gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Thực hiện kế hoạch số 96 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải, cơ nới kích thước thành thùng hàng và kế hoạch số 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an huyện Thạch Thành đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban an toàn giao thông huyện có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, chủ phương tiện và đối ngũ lái xe nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông nhất là chấp hành nghiêm các quy định về vận tải, không chở mía quá khổ, quá tải. Ngoài ra, công an huyện đã chủ động xây dựng các bản tin tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, in pano áp phích dán tại các nơi công cộng, nhà hàng, quán ăn. Đẩy mạnh điều tra cơ bản xe tải chở vật liệu xây dựng, sàn lấp mặt bằng, các mỏ đất đá, công trình xây dựng. Đồng thời tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ mỏ, lái xe ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia, chất có cồn, chất kích thích, không vi phạm tốc độ, không chở hàng quá khổ quá tải, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thành tăng cường hai tổ tuần tra kiểm soát các tuyến đường trọng điểm ở các tỉnh lộ 516, 522, 523, 523C và ở một số xã trọng điểm nhằm phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung, vi phạm quá tải trọng, cơ nới kích thước thành thùng xe nói riêng. Kết quả từ tháng 3 năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện xử lý 64 trường hợp xe ô tô vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 410 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 64 trường hợp. Trung tá Đoàn Đức Lịch, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thành cho biết. Trong thời gian tới, bên cạnh việc xử lý vi phạm, đội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ mỏ, chủ xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về chở đúng tải trọng. Đồng thời, tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm quy định lắp camera giám sát khu vực mỏ và cân tải trọng để kiểm soát nguồn hàng, tải trọng ngay tại mỏ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thạchthanhtv.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục chuyển đổi số, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thạch Thành đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Thưa quý vị, những năm qua, huyện Thạch Thành đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tạo môi trường thuận lợi thông thoáng hấp dẫn thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng là một trong bốn khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng được xem là chìa khóa quan trọng để thu hút đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhấn mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính để xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết mà các ngành các cấp phải tập trung thực hiện nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực hiện chủ trương đó, ngay trong năm đầu giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ban hành quy định quy trình tiếp nhận xử lý phát hành quản lý và lưu trữ văn bản hồ sơ điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đồng thời thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện trong đó xác định nhiệm vụ tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản hồ sơ công việc giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan ủy ban dân huyện và các cơ quan đơn vị trên địa bàn Đi đối với đó, huyện xác định tăng cường cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn thực hiện giả soát các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số để cải tiến quy trình, thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm văn bản, giấy tờ hành chính, lựa chọn công bố danh mục thủ tục hành chính nhóm thủ tục hành chính ưu tiên để triển khai trên môi trường điện tử hoàn thiện việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ không theo địa giới hành chính tăng cường ứng dụng thông tin giảm thời gian đi lại chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số gắn với cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại minh bạch hiệu quả lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt về ý nghĩa tầm quan trọng của việc cải thiện và nâng cao điểm số thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và chú trọng tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao chất lượng tiến độ giải quyết công việc và đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, loại bỏ các đầu mối, công đoạn xử lý trồng chéo, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính được nâng lên, cải cách thủ tục hành chính mà nổi lên là dịch vụ công trực tuyến quốc gia đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt 95,59%, mức độ 4 đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao, sử dụng hiệu quả hệ thống 26 điểm cầu truyền hình trực tuyến, 4 cấp, đảm bảo việc trao đổi, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong các hội nghị nhanh chóng và kịp thời. Triển khai thực hiện phòng họp không giấy tờ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. 100% cán bộ công chức viên chức cơ quan Ủy ban dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện giải quyết công việc trên môi trường điện tử, thực hiện chữ ký số điện tử. Việc tiếp nhận hồ sơ công việc đều được thực hiện qua bộ phận văn thư trước khi chuyển đến lãnh đạo ủy ban dân huyện, thực hiện nghiêm việc theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm, theo dõi giải quyết công việc. Đối với những đơn vị chậm trễ giải quyết công việc, ủy ban dân huyện, chủ tịch ủy ban dân huyện nghiêm túc phê bình, nhắc nhở bằng văn bản. Chính vì vậy, tỷ lệ giải quyết công việc đúng hạn của các phòng ban trực thuộc ủy ban dân huyện đạt gần 90%, không còn tình trạng bỏ quên, bỏ sót việc. Đi đôi với đó, các đơn vị đã nỗ lực thúc đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Từ đó làm cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, thông thoáng, hấp dẫn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Theo báo cáo của Ủy ban Dân huyện, đến nay, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong hai năm 2020-2021, tổng giá trị sản xuất đạt 26.642 tỷ đồng, bằng 65,2% cả giai đoạn 2015-2020. Thành lập mới 113 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 47,1 triệu đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015 và tăng 14,8% so với bình quân giai đoạn 2015-2020. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 8.195,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông lập nghiệp thủy sản tăng 6,9%, Công nghiệp xây dựng tăng 14,6%, thương mại dịch vụ tăng 23% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đạt 28,1 triệu đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và bằng 52,1% kế hoạch. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huyện có điều kiện huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng mới, chỉnh trang nhà ở trong hai năm 2020-2021 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của huyện đạt 5.664,5 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước là 390 tỷ đồng chiếm 11,9% 6 tháng đầu năm 2022 huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.395,9 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước là 78,3 tỷ đồng vốn doanh nghiệp là 345,7 tỷ đồng, vốn dân cư là 972 tỷ đồng. Đi đôi với đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản môi trường được huyện tăng cường thực hiện có hiệu quả. Từ nguồn vốn này, nhiều dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn, như dự án đường giao thông từ xã Thành Mỹ qua Thành Yên vào khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong và các di tích phụ cận, với tổng mức đầu tư là 51,7 tỷ đồng khi dự án này hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ khu vực xã Thành Yên, xã đặc biệt khó khăn của huyện. Các dự án thủy lợi như dự án Hồ Ba Cầu, tổng vốn đầu tư là 16 tỷ đồng, Hồ Bay Mạ là 10,5 tỷ đồng, Hồ Đá Mài là 8,9 tỷ đồng, kè sạt lở sông Bưởi 15 tỷ đồng, nâng cấp đê bao xã Thị Định 10 tỷ đồng, trạm bơm tiêu úng Ngọc Thanh 8,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các dự án đường giao thông nông thôn, công trình trạm y tế, nhà văn hóa, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đi đôi với đó, trên địa bàn huyện cũng đã thu hút nhiều dự án đầu tư được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng với nhiều dự án như khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco tại hai xã Thạch Tượng và Thạch Lâm với tổng vốn đăng ký đầu tư 654,463 tỷ đồng dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng xã Thành Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Lộc 610,6 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vân Du do công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư 275 tỷ đồng, dự án xây dựng thiền viện tịnh lạc tại thị trấn Vân Du 155,85 tỷ đồng, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu thủy nguyên tại xã Thành Tâm 40,898 tỷ đồng. Những dự án này Hoàn thành đầu tư xây dựng khi đi vào sản xuất kinh doanh sẽ phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển trên các lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. Công tác giải phóng mặt bằng đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đã được huyện tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, nếu như trước đây Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện ở một vài thửa đất có vị trí thuận lợi, nằm ngay sát các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường giao thông chính, không được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, diện tích các lô phía sau vị trí đấu giá, không được sử dụng hiệu quả, xảy ra hiện tượng lấn chiếm, cảnh quan, mỹ quan khu dân cư, không đồng bộ. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn, giả soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập bản bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như đường giao thông, mương thoát nước, vỉa hè, cây xanh, đường điện để đấu giá quyền sử dụng đất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2021 đạt 69,73 điểm, xếp thứ 8 trong khối Ủy ban nhân dân cấp huyện, dẫn đầu trong nhóm khá của tỉnh, đã tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong thời gian tới, huyện Thạch Thành vẫn đang tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 102 ngày 18 tháng 6 năm 2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Thạch Thành công văn số 2101 ngày 19 tháng 7 năm 2022 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chấn trình kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn với các tổ chức doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu hàng năm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện dẫn đầu trong khối Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, môi trường, tài chính ngân sách, thuế, bảo hiểm, quản lý thị trường, khám chữa bệnh, hộ tịch được thực hiện đúng thời gian, duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên, tỷ lệ giải quyết hồ sơ công việc của các phòng ban đơn vị đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận gồm cả trực tuyến trực tiếp và qua bưu chính công ích đạt từ 85% trở lên, đối với cấp xã đạt từ 80% trở lên. Mức độ 4 đạt từ 80% trở lên, đối với cấp xã đạt từ 60% trở lên. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, được định danh và xác thực điện tử thông suốt, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 100% các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế xã hội của huyện được thực hiện trên hệ thống thông tin và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Triển khai nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban dân tỉnh đến 100% Ủy ban nhân dân cấp xã. 100% các dự án đầu tư trên địa bàn huyện hoàn thành đúng tiến độ về giải phóng mặt bằng. 100% các xã thị trấn có bộ phần một cửa trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ nhu cầu tra cứu, xử lý thông tin của người dân khi đến giao dịch. Tiếp tục duy trì 100% các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43 ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ. 100% các cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống mạng Internet bằng thông rộng, tốc độ cao, đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị, các hệ thống thông tin tại các cơ quan nhà nước ứng dụng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo mật và kịp thời ứng cứu với các sự cố an toàn thông tin xảy ra. Để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp giao ban định kỳ và chuyên đề để chấn chỉnh, nhất là trên lĩnh vực đất đai, kiện toàn tổ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức hội nghị gặp gỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Đổi mới phương thức làm việc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức là thước đo hiệu quả công việc của các cấp chính quyền, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ thúc đẩy cải cách hành chính, tập trung triển khai chuyển đổi số trong khối chính quyền, nhất là trong việc cung cấp các dịch vụ công, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Nhiệm kỳ 2020-2025. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, huyện Thạch Thành kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo về chương trình phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 2 năm 2022. Cụ thể như sau, quy mô phát hành toàn quốc tối đa 30.000 tỷ đồng, trong đó tổng khối lượng phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tối đa là 10.000 tỷ đồng, các kỳ hạn còn lại tối thiểu 20.000 tỷ đồng. Loại tiền phát hành là Việt Nam đồng, đối tượng khách hàng là cá nhân tổ chức, không bao gồm tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng, bao gồm các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ tiền gửi là 50 triệu đồng, ngày phát hành từ ngày 8 tháng 8 năm 2022, đến khi đạt được quy mô toàn quốc phát hành 30.000 tỷ đồng hoặc đến khi có thông báo mới. Lãi suất hấp dẫn áp dụng theo quy định hiện hành của Giám đốc Adibank Bắc Thanh Hóa. Thanh toán trước hạn Chứng chỉ tiền gửi không được phép thanh toán trước hạn. Trong trường hợp phát sinh các nhu cầu về tài chính, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm để vay cầm cố bằng Việt Nam đồng hoặc xác nhận số dư để chứng minh tài chính tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên toàn quốc theo quy định hiện hành với thủ tục đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Tiện ích hơn nữa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng sản phẩm tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng iMobile e Banking, Internet Banking và eBanking đối với tất cả các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 12 tháng, kỳ hạn 24 tháng, kỳ hạn 36 tháng và kỳ hạn 60 tháng, lãi suất hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng không phải trực tiếp giao dịch tại quầy giao dịch mà tự thao tác trên các thiết bị có kết nối mạng Internet, đảm bảo an toàn, bí mật, giảm thời gian đi lại cho khách hàng. Adibank Thạch Thành Bắc Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, số điện thoại 02373 847 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình thạch thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi